nhìn cái con mắt mày. Ngồi xuống đi, ngồi xuống con, ngồi xuống, ngồi xuống ăn cơm đi. Cùng nhau chui vô phòng học nha. Im đi, hát nhảm hoài à. Chúng nằm xuống y chang như cưng. Im đi, hát nhảm hoài à. Còn hát cái gì vậy? Chuyện này vui lắm bà, con muốn kể cho bà nghe không? Im đi, nó nhảm á bà, kể đi ba, ăn cơm. Sao hả? Ăn đi, ăn sườn đi. Ăn đi. Dạ, ăn đi. Thiệt tình mấy đứa này đang ăn cơm. Tình thương ghét, tình thương. Hey, ngày xưa lúc thơ bé có một tình anh ghét, thầm yêu đó với một người, người đó chính là rồi đang ghét lắm. Yêu quá. Đừng có la nữa coi. Sao cứ hát hoài vậy hả? Anh đi ra đi, không em bắn. Mày không hả? Mày không hả? Hả? Hay là mày muốn tao cho mày một trận mày mới im? Thôi, anh đánh bắn em. Tao đánh mày nào? Không đánh thiệt chứ. Thì có đánh đâu? Mày đừng hát bài đó nữa thì tao đâu có đánh mày. Có một tên đánh ghét, yêu đồ đáng ghét cơ. Muốn gì? Muốn gì? Nó lệnh anh em nó kìa. Miệng em có quyền hát, hát hoài cho tới già. Đừng có hát nữa coi. Đi, đừng hát nữa. Bây giờ em mà muốn anh không đánh em thì em đừng hát nữa. Rồi muốn gì cũng được. Ê, đừng có nói là anh thích đồ đáng ghét lắm nha. Có đâu, đừng có chuyện đó. Tại vì anh còn đi học nữa mà em cứ ghép đôi như vậy kỹ mồ à, hiểu không? Thiệt không? Thiệt. Được, nếu như em không hát thì em muốn cái gì anh cũng chịu đúng không? Ừ. Móc méo đi, làm chứng. Móc méo. Hứa. Hứa. Chắc chưa? Rồi, đừng hát nữa nha. Xuống đi. Đau lưng quá, chơi trò khác đi. Chơi trò khác hả? Được. Hay da. Đau. Gì đau? Hay da. Ê, ngồi đó thôi, đừng có đá được không? Hay da. Ngựa nè, ngựa ngoan, phải hí lên đi. Hí gì nè. Không có đâu, nghỉ đi. Hí, nhanh lên. Thôi, xuống. Đau nhiều hơi. Không ý đâu. Đau quá, nghỉ đi. Muốn em hát nữa chứ gì. Có một tên đang ghét, yêu đồ đang ghét lo. Giỏi, hí lớn lên. Ăn cà rốt nè. Con ngựa mà cà rốt. Giỏi. Ủa, Hana đang chơi trò gì vậy? Dạ, chơi trò ngựa chị. Ủa con ngựa hả? Con ngựa gì mà sao chút xíu xíu à? Chắc ngựa non đúng không? Trời tôi. Em cũng nghĩ như chị á, nhưng mà có không? Ngựa phải hí lên thì tao mới cho mày ăn cà rốt được. Giỏi. Ăn đi. Nè, ăn xong đi nha, rồi vô học bài đã, học xong còn ra trường đua nữa nha ngựa nha. Rồi cướp đi, rồi cướp đi. Ăn cà rốt. Ê. Ăn cà rốt nữa. Đừng có chậm. Ăn cà rốt nữa. Đừng có chậm. Mẹ nó nói đừng có chậm không nghe hả? Thì không chụp, không chụp. Năm vô học ấy nha. Hí đi cắn. Rồi giỏi. Hay da. Hí lên đi. Nói như vậy nè. Sao? Lát hồi thằng Mẫn có lại á, tụi bay nhớ đánh vô bên đây nữa nha. Chi? Nó mới mổ ruột thừa. Tụi mày có phải hai anh em vậy? Tớ kìa, quất nó. Thừa hả mày? Nguyễn Đức Mẫn. Ồ, thì ra hai em này là cháu của thầy Phúc. Nhưng mà tại sao hai anh em lại không có yêu thương nhau gì hết trơn vậy ta? Đó. Mẹ
đi. Đút về đút vô cái lỗ mũi nó một cái chết nó không? Nhìn gì? Nhìn cái con mắt mày. Ý là anh nhìn cái con mắt của em á mà. Ngon nói lại lần nữa coi. Mình hiểu tại sao rồi. Nó đẹp trai hơn mình. Sao? Nó đánh nhau không con? Đánh cái con mắt mày. Đánh gì mắt đứt ra vậy? Alo, ba hả? Dạ con về liền. Minh ơi. Hả? Mình phải về nha. Tại vì ba mình có việc ở nhà. Tại sao mở cửa cho mình nha? Bạn về đi, nãy mình không có khóa cửa. Vậy thôi mình về. Mình đang bận đọc tạp chí. Mắc cười quá. Vui quá đi. Đúng là tạp chí mà. Anh làm cái quái vậy? Ông chết hả? Xin lỗi mà, anh không có cố ý đâu. Anh không có cố ý mà. Lên à, đây là dấu hiệu của bệnh mắt. Ôi, đừng có nói mà. Không có gì đâu Du My, bạn học bài tiếp đi. Bạn học tiếp đi mà. Nghe nè, anh mới mua cái đồng hồ mới, thích không anh cho? Nói đi. Đồng hồ mới mua hả? Như đó vẫn chưa có đủ. Thôi được đâu, giá chót nè. Anh mới chơm được cô ba. Cái chai dầu thơm á, thích không anh cho luôn. Ủa, mà cuối cùng là Minh bị gì vậy Mẫn? Minh bị gì á hả? Minh đang bị bệnh mắt. Cỡ đó mà. Tôi mắc cỡ mà Du My. Em vô phòng em phải gõ cửa chứ. Không chọn em thì sao? Hôm qua coi phim khuya phải không? Dạ đâu có. Tại con học bài. Mọi người đã lên một câu là sao? Anh siêu ghê ha. Vừa coi phim mà vừa học bài được luôn. Quả là giỏi. Ừ, thì anh siêu như vậy anh mới đứng nhất lớp. Chứ bây giờ anh muốn bét lớp như em cũng khó nữa. Cạo chứ mày đau. Đau cái gì hả? Một là đưa điện thoại cho mẹ. Hai, đưa cái đít đây. Tôi nựng. Nhanh. Nè mẹ, mày đừng có nựng con nha mẹ. Đi. Sao lại đấm vô giường vậy ta? Im đi cái thằng này. Ba ơi, thằng Mẫn nó chơi con bằng thằng kìa. Rồi, đưa đây. Hợp tác thành công. Nhớ đó. Muốn mẹ tịch thu điện thoại không? Muốn bị cắt wifi không? Thấy chưa, sợ tôi liền. Sợ tôi liền. Uống đi, uống một mình đi. Rồi ói ra cũng vậy à. Anh em suốt ngày. Chết cha, giờ sao, giờ sao? Nghe em hỏi, tại sao mỗi anh dám hôn Du My? Mày tự hỏi, mày tự trả lời luôn đi. Có ai hỏi tại sao mày là con trai không? Đừng có Du My tự hung thôi mà. Tao chỉ đứng chịu đựng thôi. Đã lắm. Cái gì? Du My tự hung anh hả? Đã lắm. Mày buồn cái đi. Bữa đó tao đi tìm sợi dây chuyền cho mẹ. Tự nhiên Du My hốt tao luôn mà. Rồi cuối cùng anh có tìm được sợi dây chuyền không? Mày có thấy ai ngu đi tìm tiếp sợi dây chuyền không? Ra là vậy. Buông tôi ra đây. Hẹn nhau lúc 5 giờ ở phía sau trường học. Nhớ. Nay tính đi quýnh lộn nữa hả? Im đi. Tao mét mẹ tao coi. Anh thử mét coi. Thằng này, anh giỡn tí mà làm dữ rồi. Anh nhớ đó. Có chuẩn bị tụi nó quýnh giống mấy bữa ha. Đi đi. Trời
Thì ra chỉ là hiểu lầm thôi. Hai anh em đang đùa giỡn với nhau. Ôi kìa, nhìn hai đứa ôm nhau kìa. Đúng rồi các em ơi, các em là phải yêu thương nhau như vậy, anh em ruột mà đúng không? Đừng có xạo nữa. Nè, em giỡn mặt với anh hả? Anh đã nói không được chạm trên sàn mà. Nè, anh bị gì vậy? Anh không thấy em đang ngủ hả? Ngủ hả? Ngủ mà đầu bù tóc rối hả? Ngủ mồ hôi không vậy đó hả? Tại vì nóng quá nên đổ mồ hôi là chuyện bình thường chứ bộ. Nhỏ này, mà dám nói xạo nữa chứ. Vô duyên. Thiệt tình. Ai biết em đang nói gì? Anh không trả hộ không biết hả? Heo hạnh, cái này là chỉ có anh giết thôi chứ không có ai hết đó. Anh đừng có hòng mà lấy vẫy một chế mắt thánh đó nha. Người ta nói là lấy giải thưa che mắt thánh chị hai ơi. Ồn ào quá, đi ra ngoài đi. Nè, anh nói vậy mà làm được đó hả? Anh biết tay em nha, anh nhất định là phải trả giá đó. Trời, mẹ em có nghe em nói không? Hả? Bây giờ anh làm sao đi nè? Con nhỏ này, đi ra ngoài. Không, nè, anh coi hư hết cái vỏ của người ta rồi nè. Ồn ào quá, cho đang làm việc thấy không? Đi ra ngoài nhanh lên. Không, không có làm gì gì hết trơn á. Anh phải nói cho rõ ràng. Nhanh lên. Đi ra ngoài. Anh sẽ phải trả giá đó đi nhau. Ừ, em thích rồi đó sao? Biết bao nhiêu tài liệu của anh chạy biết ra mà. Sao, muốn gì? Sao, muốn gì? Bữa này, thích anh. Anh cái gì vậy? Trời đất ơi, hai đứa làm cái gì vậy? Dám xì lốp xe của anh đúng không? Lại em xì đúng không? Biết rồi, mà đa số bạn tôi có bạn trai hết rồi bà ơi. Ê, đợi tôi tí xong đi. Dạ. Em có muốn đi xem mắt không? Xem mắt gì chị? Tại vì á, chị có cái anh này là anh trai của bạn chị, mà chỗ anh đẹp trai lắm, còn là giám đốc của công ty lớn nữa nha. Dạ thôi, em không đi đâu, cảm ơn chị nha. Trời, sao vậy em? Có sao đâu, đi. Ok thì quen, còn không thì thôi, có mất mát gì đâu nha. Dạ thôi, em ngại lắm. Thôi được rồi, không ép em đâu, nhưng mà ảnh được lắm á, thay đổi ý định thì nói chị nha. Ừ, tôi biết rồi. Ừ. Phải lo tập tành gì đi chứ. Suốt ngày cứ ôm cái tivi như vậy sao? Hả? Mai con sẽ tập nha. À, mẹ. Nếu mà con được nhận á, mẹ cho con tiền mua túi sách nha. Đậu đi rồi tính. Em đang coi mà.
Gì dạ? Anh đang coi mà. Em tới đây, em ngồi trước. Anh tới đây, anh ngồi trước. Anh thôi đi nha. Em thôi đi nha. Anh làm gì, đừng có nhảy theo em nữa. Em làm vậy à? Em đừng có nhảy theo anh nữa. Anh bị gì vậy? Khùng rồi hả? Em bị gì vậy? Em bị khùng. Khùng. Tâm thần. Tâm thần. Không nói chuyện với anh nữa. Không nói chuyện với em nữa. Coi đi. Gì vậy? Chạy 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 kìa. Em ngủ. Ngủ cái gì bây giờ, trễ biết mấy giờ chưa? Em nói là 7 giờ em dậy đúng không? Mà bây giờ biết mấy giờ chưa nè, dòm đi nè nè. Mở con mắt ra dòm đi nè, 8 giờ rồi đó. Thôi, cái gì vậy? Ủa, sao máy thức của em, sao máy thức không kêu vậy? Rồi điện thoại em đâu? Biết đâu, chắc tại vì em ngủ, em mê ngủ quá đó. Điện thoại hả? Đi răng đưa mặt đi, đi chạy giờ lên kiếm điện thoại cho. Cảm ơn anh nha, trời ơi, mộng quá. Mê ngủ quá, không chịu nghe chuông gì hết trơn trời. Trời ơi, trời chưa sáng mà làm gì ồn ào thế nè trời. Ủa, sao hơn 8 giờ sáng rồi mà trời tối thui vậy? Thì ra là anh hả? Trời ơi, anh đứng lại cho em. Anh ta. Anh ta, đứng lại. Trời ơi, mở cửa. Anh bị sao vậy, bị khùng hả? Mở ra. Trời ơi, cái gì mà giống như sóng thần vậy trời. Anh chết đi em đó. Anh chết đi em đó. Trời ơi. Anh Toan, mở cửa ra. Anh có ngon thì anh ra đây nè. Ngon anh ra đây nè. Anh chờ đó. Anh chờ đó. Anh Toan, mở cửa. Anh sẽ biết cảnh gì. Ủa trời, hấp dẫn cái gì em hả? Em nói là em sẽ trả thù mà. Em nói là em trả thù. Em chết đi rồi, rồi anh ơi. Anh biết tao à? Em biết rồi sao? Thấy rồi. Anh à. Em chết đi rồi anh ơi. Em sẽ biết tay anh nè Hạnh ơi. Hạnh nè Hạnh. Rồi mời ba. Mời ba. Ủa, hôm nay đi đâu mà thấy ai ghê cũng ăn mặc đẹp quá trời quá đất vậy? Bữa nay con với anh Toàn lên công ty ký hợp đồng quan trọng đó ba. Con qua nhà ăn An. À, ủa còn Hạnh đi đâu mặc đồ đẹp? Con đi phỏng vấn á nội. Trời đất ơi, phỏng vấn mặc như con quả đen vậy. Con lên công ty hả? Sao ăn mặc vậy? Nó ăn xong cái vô nó thay ba. À, thay đồ đàng hoàng chứ lên công ty thì nhìn nó lờ khờ có kỳ. Mặc nhìn nó khờ khờ sao á hen. Đồ khùng khờ, đồ khùng khờ. Đồ quả đen. Đồ quả đen. Sao đâu thế? Vậy? Chị Phúc. Sao con? Quả đen đá chân em Phúc quá nội. À, không phải. Chị xin lỗi em nha, chị duỗi chân bị vô tình chúng. Xin lỗi.
mấy cái đứa thì thiệt tình. Gì nữa? Nội, qua đêm đến giùm con á nội. Ôi, anh có sao không vậy? Nội, con duỗi chân á mà. Con giảng buổi sáng tập thể dục. À, cái gì vậy? Ăn đi. Trời, khổ ghê. Mày quá đỏ đỏ quá. Vừa vào lắm á. Cái nhà này sao phải đá đấm quá. Trời ơi, dừng lại, uống khách này nè, không có giỡn với anh nha đó. Trời ơi, anh có biết là hôm nay em đi phỏng vấn không? Không biết gì sao? Uống khách rồi trễ giờ rồi nè. Trời ơi, ước thì đi thay đồ. Trời ơi, dừng lại coi. Sao uống khách rồi? Anh nước gì mà hôi dữ vậy? Trời, trễ giờ rồi mà. Chà, chà.